Điện tử Hanh Nguyễn xin chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Điện tử Hanh Nguyễn này sẽ test một chiếc lọc mang tên là P-Way 231. Đây là một chiếc lọc đình đám, trải các sự thật âm thanh ra một cách mượt mà nhất, sáng bóng nhất, êm dịu nhất, thướt tha nhất, mềm mại nhất, sâu lắng nhất và nhẹ nhàng nhất, róc rách nhất và chắc lịch nhất. Đó là một chiếc lọc P-Way đến từ của Donald Trump, một vị tổng thống rất ngang ngược và thẳng tính. Và đây có nhiệm vụ là trải các sự thật âm thanh. Đây là một chiếc lọc Equalizer. Bà Hanh Nguyễn nói rất nhiều và ngày nào cũng nói ra xả và cách chỉnh rồi các giải tần. Hanh Nguyễn sẽ cất kỹ cho bác tuyển làm sách cùng quê hương nhà Hanh Nguyễn với số điện thoại 09096, rất nhiều số 8, 4 số 8 và 331. Bác mua một chiếc lọc P-Way đình đám và một chiếc Idol, nhưng mà vì Idol Hanh Nguyễn nhỡ hàng lỡ bác tuyển thì bác đã ghép một bộ hát mang một màu sắc, tức là thuyết ngũ hành âm dương, đủ các màu sắc của trời đất, của thiên nhiên cũng như là của âm thanh. Thì đây chính là một chiếc lọc P-Way đình đám mà anh Nguyễn đã là người khởi xướng thị trường Việt Nam và đã bán nó, và chất âm nó hết sức tuyệt vời và lưng nhạc rất là hay. Anh Nguyễn là cảm ơn bác đã tin tưởng, tin yêu dùng sản phẩm nhà anh Nguyễn.